chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của mình. Và các bạn ơi, các bạn học sinh thì đã bắt đầu một kỳ học mới rồi các bạn ạ. Còn mình thì mình vẫn chưa phải đi học. Vì thế là mình đã quyết định đăng ký đi làm thêm ở một cái trường. Và mình đã được làm, gọi là nhận làm giảng viên của một trường tiểu học các bạn ạ. Các bạn nghe thấy extract chưa? Đấy, và nhiệm vụ của mình ngày hôm nay là mình sẽ dẫn các bạn đi trải nghiệm một ngày làm giảng viên sẽ có những gì nha. Và biết đâu sau này mình có cơ hội mình về mở trường làm sao, mình làm hiệu trưởng luôn đấy chứ. Rồi bây giờ trước khi đi thì các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh và bấm xem quả cá cho bơi nha. Còn bây giờ thì chúng ta lên đường thôi. Rồi các bạn ơi, bắt đầu vào tiên là vào lớp cô giáo bơ nha các bạn. Đây, lớp của cô giáo bơ đây rồi các bạn ơi. Úi trời ơi, lớp này nói chung là mình mới nhận trước thì nhìn thấy ôi toàn cúp là cúp rồi các bạn ạ. Ôi ôi, bấm vào đây là có gì đây? Đi vào đây. Ôi trời ơi, vừa vào chưa dạy được buổi nào có tiền rồi các bạn ạ. Vào đây, vào đây. Ôi trời, vào đây cũng có tiền luôn này. Ôi trời ơi, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Cái gì đây? À, trời ơi, bây giờ là mình trải nghiệm xây trường luôn các bạn ạ. Ảo thật đấy. Ôi giời, mình có tiền rồi thì mình đi vào đây. Ồ, xây cái lớp học toán này mất 18 tiền. 18 tiền. Có 18 tiền. Hết tiền rồi. Đến số 8 thì nó ngừng rồi các bạn ạ. Ảo thật đấy, ảo thật sự luôn đấy chứ. Đâu rồi, đâu rồi? Thế lớp của cô giáo bơ đâu? Lớp của rõ ràng là lớp mình đây rồi, thì giờ muốn vào lớp để dạy làm nào nhỉ? Mở cửa, mở cửa. Trời ơi, không mở cửa được các bạn ơi. Hết tiền rồi, hết tiền rồi. Trời ơi, lớp học đây rồi. À, mình phải ra đây mình nhận tiền đấy các bạn. Nhận tiền đây. Ôi, ôi dồi ôi, đây là cái quầy đăng ký học các bạn. Nhân viên thu ngân. Ok. Ôi dồi ôi, nhân viên thu ngân là phải có tiền các bạn ạ. Ôi dồi ôi. Đấy rồi, đây rồi. Các học sinh gọi là vào đăng ký vào lớp học của bơ đi. À, bây giờ là mình sẽ cho các bạn ấy vào. Trời ơi, chết rồi. Cho vào thế nhưng mà từ từ. Mình phải ra đây mình lụm tiền của mình đã các bạn. Mình phải lụm tiền của mình đã các bạn ơi. Hỏng rồi, hỏng rồi. Rồi mở một cái lớp toán đây này. Mình sẽ làm, ôi dồi, các học sinh đến rồi nhưng mà cô giáo chưa mở lớp toán. Đâu rồi, giáo viên dạy toán, cô giáo bơ. À, và đây luôn. Rồi, các em học sinh, ôi lớp mình có 4 bạn này. Lớp mình là gọi là dạy chuyên học sinh giỏi. Chỉ có 4 người thôi các bạn ạ. Lớn rồi, bốc phét ít thôi. Đấy, bây giờ vào luôn đây này. Có bao nhiêu bánh quy? Đấy, bây giờ là mình sẽ có bao nhiêu hình bánh quy. Thì bây giờ các bạn kia bảo 4. Bây giờ là mình sẽ chọn F hoặc A. Có 3 cái, sai rồi. Ôi trời, bạn này trả lời sai rồi. Bạn này trả lời sai rồi. Ôi trời, sai thì mình lại được tiền các bạn ạ. Ảo thật đấy. Đây, có bao nhiêu quả táo? Có 2 quả, bạn kia vẽ bậy, vẽ bạc cái gì kia. À xem nào. Trời ơi, trả lời sai rồi. Trả lời sai là không có tiền các bạn ạ. Trả lời đúng mới có tiền. Học sinh như này là dở rồi, học sinh dở rồi. Trời ơi, tiếp tục. À bây giờ là mình vào đây cho các bạn. Đi vào đi. Rồi, vào đi. Tất cả các học sinh tiếp tục vào đi. Ôi giời ơi, mình cứ thu đi này thôi các bạn ạ. Nhưng mà học sinh thì đến kia đợi lớp. Đến đợi lớp rồi, học sinh cứ vào tiếp tục đi. Mình sẽ dạy sau các bạn. Đây rồi, x2 tiền không? Trời ơi, x2 tiền phải mua một robot các bạn ạ. Ôi giời ơi, mấy học sinh kia vào muộn cha. Cô bắt được rồi, cô bắt được mấy bạn kia vào muộn. Rồi, cô bắt được rồi. Mấy bạn kia liệu hồn với cô. Rồi, đâu rồi, đâu rồi. Trời ơi, còn một bạn nữa bạn vào không? Tùy bạn. Ủa, bây giờ mình có thể xây cái lớp 50, lớp nghệ thuật các bạn ạ. Mình sẽ xây cái lớp 50 nghệ thuật này. Xem mình có bao nhiêu tiền. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi, còn đâu? Còn 12, thiếu 12 tiền nữa các bạn ạ. Thiếu 12 tiền nữa rồi. Rồi, mình sẽ ra đây mình lụm tiền. Ok. Rồi, mình sẽ cho các bạn này vào tiếp. Ôi giời ơi, học sinh. Ủi, mình có vẻ là dạy có tiếng hay không các bạn ạ. Các bạn này vào liên tục, liên tọa luôn. Vào đi bạn ơi. Vào đi bạn ơi. Ok. Nào đấy, các bạn này đăng ký liên tục luôn. Trời ơi, thế này là mình phải hoãn không nhận học sinh nữa các bạn. Rồi, bây giờ là mình có tiền rồi, bây giờ là mình đi ra. Mình đi ra, mình mở lớp nghệ thuật. Ok, các bạn này đang đứng ở đây nói chuyện trong khi chờ cô giáo lên lớp. Ok, bây giờ là tất cả học sinh vào lớp đi. Cần 20 gì đây. Ôi, quên mất là mình chưa cho lao công gọi là kê bàn làm việc. Mình sẽ phải là ra đây lụm tiền là kê bàn làm việc nữa các bạn ạ. Ảo thật đấy. Rồi, các bạn vào đi. Vào đi các bạn ơi, vào đi các bạn ơi. Rồi, mấy bạn này mà mình đi học nhá. Váy là phải, lứa là phải một váy còn làm một quần cho nó lịch sự. Cho nó lịch sự các bạn. Rồi, tiếp tục. Là các em vào lớp đi. Các em vào lớp đi. Ôi trời ơi, hình như lớp trống. Lớp đầy các bạn ạ, lớp đầy nên là không ấy được nữa. Lớp đầy rồi. Bây giờ phải vào dạy lớp thôi. Ôi, mình đây mình có cái ăn cái này thì mình có thể tăng cái khả năng gọi là đi nhanh của mình ấy các bạn. Trời ơi, tiếp tục dạy lớp toán cho các bạn. Vào đây. Dạy. Rồi, có bao nhiêu viên kem? 1 viên kem, chọn đúng. Ok, có tiền luôn. Chọn dạy đúng cái là có tiền luôn các bạn ạ. Ảo thật sự luôn, có bao nhiêu quả táo?
hai quả táo nhưng mà ở đây là cái hình vẽ là hình người. Sai. Trời, trời, đúng là toán lớp 1 có khác. Ôi, có bao nhiêu quả táo, bạn này đoán là hai này. Sai. Trời ơi, quả táo thế mà không biết. Có bao quả táo? Thế mà không biết. Có bao nhiêu quả táo? 4. Đúng luôn. Bạn này giỏi này, bạn này học sinh giỏi này. Bạn này nói chung là không cần phải học thêm nữa. Ok, bây giờ là mình đã có tiền rồi, bây giờ là mình ra đây. Ôi, mình có nhận 240 tiền luôn này. Trời ơi, không có. Cái đấy là mình bắt mình mua, bây giờ là mình sẽ xây bàn làm việc ở đây đã. Ok, có bàn làm việc rồi thì mới có học sinh các bạn ạ. Ôi dồi ôi, bàn làm việc nhiều quá các bạn ạ. Bàn làm việc này phải cần 30 tiền các bạn. Thôi được rồi, mình sẽ xây từ từ. Bây giờ, đây, lớp học nghệ thuật. Bình thường là phải lớp học mỹ thuật mới đúng không các bạn? Đây là lớp học nghệ thuật. Rồi, bây giờ là mình sẽ ra mình giảng các bạn này. What the hell? Gì đấy? Đây là cái hình vẽ gì? Sai. Sai luôn. Sai luôn, trời ơi. Mới đi học buổi đầu thôi mà đã thế này rồi thì hỏng thôi. Hỏng rồi. Bạn này vào đi. Bây giờ mình sẽ ra đây mình nhận tiếp học sinh. Nhận tiếp học sinh để có tiền đấy các bạn. Đấy rồi, mình sẽ nhận học sinh. Rồi, các cháu vào nhận cúp, nhận kia rồi nhận lớp nhé. Nào, cô giáo ơi. Trời. Ôi trời ơi, sao bạn kia đi học này? Trời ơi, bạn này không thích học đúng không? Bạn này không thích học thì có thể về luôn. Mình là, cái lớp của mình là không cần những cái bạn là như thế. Trời. Không cần luôn đấy các bạn. Rồi, vào đây. Mình có 16 tiền. Mình sẽ vào đây mình giảng cái bài cho bạn này học. Ok. Được rồi. Ôi, cái hình con cua. Người ta bảo là vẽ cái hình con cua đây. Nhiều bạn đấy vẽ cái hình con giun, con rắn nghĩa sai. Trời ơi. Trời ơi, những học sinh yếu kém. Mình dạy toán những cái bạn học sinh cá biệt thôi các bạn ạ. Rồi, tiếp tục. Rồi, tiếp tục. Vẽ hình con thỏ. Vẽ bảo vẽ con thỏ đấy, vẽ con cua. Cái này là cho sang học lớp cái gọi là lớp đọc hiểu thì đúng hơn đấy các bạn. Lớp đọc hiểu đúng hơn đấy, ảo thật sự luôn. Tiếp tục. Nào, tiếp tục. Rồi. Ơ, rồi. Học sinh gì bảo vẽ con cua là vẽ củ cà rốt. Sai. Trời ơi, các bạn này là lên cho gọi là đọc hiểu thì đúng hơn đấy các bạn. Rồi, bây giờ là mình sẽ cho vào đây xem mình thiếu bao tiền nữa. Ok, hai các bạn làm việc cho nó chiến. Hết tiền luôn rồi. Ra đây mình sẽ nhận thêm học viên, học sinh ấy các bạn. Để mình có tiền. Ok. Mình thu tiền từ cái này mình gọi là vốn xoay luân chuyển, xoay vòng các bạn. Ok. Ôi bây giờ có cả hai nhận cả Lam rồi. Ôi bạn này còn cái gì, bạn này là người hành tinh à? Không có mồm, không có mắt. Ôi trời ơi. Không có mồm, không có mắt luôn các bạn ạ. Ảo thật đấy. Xem mình thiếu bao nhiêu tiền nữa. Ui thiếu 8 tiền vừa đẹp luôn các bạn. Sợ. Bàn học nghệ thuật này thì có mình sẽ dạy hai bạn nhá. Có bàn rồi. Đó, không dạy à? Rồi đứng lên đây để dạy. Ok. Là mình dạy. Vẽ cái hình mình đang bảo bạn đấy là vẽ hình bút chì, bạn đấy là bảo mình là vẽ ra con giun con rắn. Học sinh thế này là dở rồi. Học sinh thế này bảo vẽ con cua thì lại vẽ cái bút chì. Sai quá. Ngày xưa là mình đi học là mình vẫn có thể là đọc hiểu nhận biết được nha các bạn. Như thế này là không được rồi, hỏng rồi. Thế này là trời ơi, học sinh thế này là dở rồi. Học sinh thế này là các bạn này học ở trường nào đấy? Đấy, bảo vẽ con thỏ lại vẽ củ cà rốt. Trời ơi, biết là con thỏ thích ăn cà rốt rồi. Nhưng mà vẽ sai. Ôi em ơi. Thế này là bố mẹ em không gánh nổi em đâu. Đây là bạn này vẽ con, bảo vẽ củ cà rốt để vẽ con cua. Ôi em ơi, bố mẹ còng lưng nuôi con đi học, con đến lớp là vẽ, bảo vẽ củ cà rốt thì vẽ con cua. Ôi giời ơi, các con ơi, bố mẹ biết bố mẹ sẽ buồn lắm. Rồi tiếp tục. Dạy tiếp. Ôi, bảo vẽ con thỏ để vẽ cái hình con người đang cáu gắt luôn các bạn. Này, không được như thế nha. Không được như thế nghe chưa? Nào ra đây, vẽ cái bút chì. Ui giời, sai. Sai ngay từ bước đầu rồi. Bây giờ mình sẽ ra đây thì mình sẽ nhận. Ôi ôi, vừa mới ra đây cái lắm học viên quá anh em ơi, lắm học viên quá, trời ơi. Đúng là dạy có tiếng có khác. Học sinh tự đến luôn các bạn ạ, không cần phải bia hay quảng cáo gì. Được của nó đấy. Rồi các bạn ơi, bây giờ là mình đã trở lại rồi. Và bây giờ là mình đã trở lại với một giáo viên dạy toán bơ. Cô bơ dạy toán cho các bạn đây. Nào bây giờ mình sẽ dạy. Có bao nhiêu viên kia? Bạn này trả lời tận 4, bạn này rốt quá rồi. Trời ơi. Có bao nhiêu viên kia? Bạn này trả lời là 2 cơ. Ảo thật sự luôn. Cái này là 3. Ảo quá. À bạn này xung phong của giơ tay trả lời xem. Bạn này trả lời hình con giun con rắn gì đây. Hỏng rồi. Học hành thế này là hỏng rồi các bạn ơi.
Hỏng quá rồi, có bao nhiêu quả táo, trời ơi, có bao nhiêu quả táo thì bạn ấy đi vẽ run vẽ rắn vào đây làm cái gì không biết. Hỏng thật sự rồi. Ôi dồi ôi, thôi về nhá, về về không dạy nữa, không dạy nữa. Thôi dồi ôi, bây giờ mình thử trèo qua tường xem nào. Ôi dồi ôi, cái tường này mình có thể bật qua được các bạn ạ. Cô bơ gọi là bốn phát nhảy qua tường luôn đấy. Rồi các lớp kia sốt quá về, không dạy nữa các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ dạy cái lớp mới, xem cái lớp mới có tiến bộ hơn không. Thôi, vào đây thu tiền lớp mới đã. Ảo thật sự luôn. Ok, đây là mình có tiền rồi, là bây giờ là mình mở thêm một cái lớp nữa các bạn. Đây là lớp nghệ thuật, đây là lớp toán, và C trên này là lớp tiếng Anh. Và bây giờ là mình sẽ mở thêm một cái bàn dạy tiếng Anh ở đây. Trời ơi, ôi trời ơi. Ôi giời, học viên đâu? Không, bạn ạ, ở đây có một bạn. Rồi, bạn này học, có một bạn gọi là lớp này là lớp kèm 1-1 các bạn ạ. Kèm dạy tiếng Anh luôn. Ok, nào, bạn học đi. Rồi, cái từ này ghép vào với nhau thành blend L mà bạn này bảo là vào ghép thành thứ A. Ôi rồi sai rồi. Sai rồi bạn ơi. Ôi bạn ơi, trời ơi, học sinh thế này thì rốt quá rồi các bạn ạ. Hỏng thật sự rồi. Hỏng thật sự rồi. Ôi rồi ôi, lớp tiếng Anh. Ôi rồi, vẫn là các bạn này học, quay lại học à. Học rốt thế này thì học làm cái gì. Về nhà ôn bài tiếp. Apple. Đây là đọc apple, ghép lại với nhau thành chữ. Ôi trời ơi, chữ O. Cô bơ dạy thế này là không bao giờ dạy như này. Đây là các bạn nữ này, để xem là các bạn nữ này có học giỏi hơn không. Sao? C với T ghép thành chữ A. Trời ơi, không phải các bạn ơi. Trời ơi, tôi thấy cái lớp này, cái trường học này bất ổn quá các bạn ạ. Chứ mà mình nhận ra là cái trường học này có mỗi một mình làm giáo viên thôi. Mình vừa làm giáo viên, mình vừa làm thu ngân, mà mình vừa làm bảo vệ các bạn ạ. À, thật sự luôn. Trường này là trường gọi là trách nhiệm hữu hạn một thành viên à. Ôi trời ơi, vất vả quá các bạn ạ. Vừa phải gọi là dạy học sinh, vừa phải ra đây thu ngân, gọi là nhận các học sinh khác. Ảo sự luôn. Nào, vào đi. Và đây mình muốn giới thiệu cho các bạn. Bên phải khi mà các bạn đến sẽ là môn gọi là môn nghệ thuật đấy các bạn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn học qua một lớp nghệ thuật xem nào. Đây. Nào các em chuẩn bị đến tiết nghệ thuật nha. Nào. Trời ơi, bạn này bảo vẽ con cà rốt lại vẽ con cua. Sai luôn, sai ngay từ bước đầu rồi bạn ơi.